Trong thời gian qua, chương trình Người Khánh Hòa đã nhận được rất nhiều thư phản hồi, ý kiến đóng góp từ quý vị khán giả yêu mến chương trình. Trong đó, những người thực hiện chương trình đặc biệt ấn tượng bởi lá thư đến từ một người con của Nha Trang gửi đến chương trình. Những lời lẽ trong lá thư chính là những lời chia sẻ chân thành về hoàn cảnh gia đình, về ước mơ, về tương lai của vị khán giả này. Vì thế, trong chương trình này, chúng tôi xin được chia sẻ những cảm xúc này đến tất cả quý vị, những người đang xem chương trình Người Khánh Hòa ngày hôm nay. Em tên là Lê Trung Hậu, sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện em đang là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình em gồm 4 thành viên, bố hiện tại đã lớn tuổi, sức lao động giảm yếu. Với công việc đạp xích lô hàng ngày để kiếm vài ba đồng vốn dĩ đã không đủ, giờ đây lại càng ít ỏi hơn. Mọi việc trong gia đình em đều tùy thuộc vào đôi vai của mẹ. Mẹ em nay cũng ngoài 55, đầu tóc đã ngả màu, nhưng hàng ngày vẫn cặm cụi nướng bánh tráng từ sáng, rồi chiều lặn lội mang xuống biển bán. Mẹ em bán nhiều loại bánh, lúc trước mẹ bán cũng lo đủ cho anh em ăn học, nhưng giờ công việc đi bán bánh dạo cũng gặp nhiều khó khăn, nên thu nhập không còn như trước nữa. Để có tiền đi đóng học phí, mẹ em phải vay mượn tiền nhiều nơi, kể cả vay ngân hàng. Giờ đây, khi bước vào năm học mới với số tiền đóng học phí là 5 triệu đồng, cộng thêm tiền học phí của anh trai em, hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Bách Khoa, bố mẹ em không còn đủ khả năng lo được cho cả hai anh em nữa. Đợt trước, vì cũng đã vay ngân hàng để đóng học phí, vay cũng nhiều rồi nên giờ mẹ em không dám vay nữa, sợ số nợ vay với lãi ngày càng nhiều. Em ở đây vừa học vừa đi làm để có thể tự trang trải cuộc sống. Em cũng trải qua nhiều công việc, làm nhà hàng có, phục vụ quán cà phê cũng có. Trước đây khi còn nhỏ, em đã cùng mẹ rong ruổi khắp mọi con đường, ngõ hẻm của thành phố Nha Trang để đi bán bánh với mẹ và thấy món sữa tắc các cô hay bán ở quê mình rất ngon. Khi vào đại học, để kiếm tiền thu nhập, em đã cùng bạn bè quyết định bán nước sữa tắc trước cổng trường đại học, một món thức uống mới lạ không có ở thành phố Hồ Chí Minh. Phần để kiếm thêm thu nhập và cũng là lấy thêm kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh mà em đang theo học. Mặc dù vẫn đang còn rất nhiều khó khăn chờ đón hai anh em, nhưng cả em và anh trai mình luôn tự hứa là phải cố gắng mỗi ngày để không phụ lòng tin yêu của bố mẹ ở quê nhà, không phụ công những ngày tháng làm lũ, vất vả đi bán bánh dạo, đạp xe xích lô mệt nhọc mỗi ngày. Rất vui hôm nay được gặp lại quý khán giả trong chương trình Người Khánh Hòa. Thưa quý vị, hành trình của Người Khánh Hòa hôm nay được xuất phát từ những lời tâm sự của một bạn sinh viên. Bạn sinh ra và lớn lên tại thành phố Nha Trang và hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Và từ những tâm sự của bạn thì chúng tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về bạn sinh viên Lê Trung Hậu để mong muốn rằng chúng ta sẽ có một chặng đường mới, một hành trình mới với chương trình Người Khánh Hòa hôm nay cùng với một bạn sinh viên Người Khánh Hòa. Và hôm nay khách mời của chương trình Người Khánh Hòa đó là doanh nhân Phan Phúc Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Hướng Vang. Và bây giờ thì Quỳnh Trâm xin mời quý vị chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện với khách mời của chương trình hôm nay trước nhé. Sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, Khánh Hòa, cũng như bao bạn trẻ khác, doanh nhân Phan Phúc Trường đến với thành phố Hồ Chí Minh cùng những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, anh đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau trước khi trở thành một doanh nhân như ngày hôm nay. Từng trải qua nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát, với những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được trên thương trường, doanh nhân Phan Phúc Trường đã mạnh dạn mở công ty chuyên kinh doanh, phân phối nước giải khát, thực phẩm chức năng cùng nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn phương Tây. Anh đã đi đến nhiều nơi trên thế giới để học hỏi, cũng như mang về những sản phẩm chất lượng nhằm tạo nên dấu ấn riêng biệt của mình. Bên cạnh đó, doanh nhân Phan Phúc Trường cùng với đồng nghiệp cũng là những người con Khánh Hòa thành lập nên chương trình khởi nghiệp dành riêng cho các bạn sinh viên đến từ xứ sở Trầm Hương. Với những kinh nghiệm đã học được từ thương trường cũng như các mối quan hệ của mình, anh Trường hướng dẫn kế hoạch, hướng đi trong kinh doanh
để các em có thể tìm cho mình những bước đi đúng đắn trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Với dự án này, doanh nhân Phan Phúc Trường luôn mong muốn có thể góp một phần nào đó để giúp đỡ cho thế hệ trẻ Khánh Hòa thêm tự tin hơn trong những dự định, kế hoạch kinh doanh của mình. Với doanh nhân Phan Phúc Trường, bí quyết trong kinh doanh đó là muốn thành công phải có đam mê, ham muốn học hỏi và kiên nhẫn với ước mơ của mình. Rất vui hôm nay thì Quỳnh Trâm được đồng hành với anh Phan Phúc Trường trên một cái hành trình của người Khánh Hòa. Và thưa anh, hôm nay trên cái hành trình mà Quỳnh Trâm cùng với anh Trường đang đến với một nhân vật của chương trình, đó là một bạn sinh viên ở trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, thì anh có cảm nhận như thế nào khi nhận lời mời tham gia vào chương trình người Khánh Hòa? Thực ra thì Trường nghĩ rằng là mình là người con của Khánh Hòa, thì đi đâu đó mình cũng còn một chút gọi là quê hương, mặc dù sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và việc đồng hành với các bạn sinh viên giống như mình trước đây, cái tuổi sinh viên mình đã trải qua, thì Trường rất vui là được cùng với chương trình để tiếp sức các bạn đến trường, hay là mình làm một cái gì đó cho người quê hương của mình, những người Khánh Hòa. Và chắc chắn là hành trình của người Khánh Hòa hôm nay cùng với doanh nhân Phan Phúc Trường và Quỳnh Trâm cùng với một nhân vật của chương trình cũng sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc mới, những câu chuyện mới. Tuy nhiên vẫn có một điểm chung nhất, đó là chúng tôi là những người Khánh Hòa. Và xin mời quý vị cùng với Quỳnh Trâm và anh Phúc Trường sẽ đến với câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay nha. Em bán cà phê sữa tắc hả? Tại chị thấy cái món này nó có vẻ nó hơi lạ lạ. Là món đặc sản của sinh viên hả? Dạ vâng, của Nha Trang quê mà. Ủa vậy hả? Em quê Nha Trang hả? Dạ vâng. Anh muốn dùng thử món này không anh Trường? Nha Trang đâu có bán, đâu có món cà phê sữa tắc em. Dạ không, tại cái này là một tình cờ một lần em đi vô quán đó muốn thử. Rồi xong thấy ngon quá, thấy mọi người mua nhiều quá nên thấy ai cũng khen ngon hết, nên em định làm thử bán ở Sài Gòn. Vì Sài Gòn chưa có cái món này. Dạ vâng. Có nghĩa là bây giờ thì em sẽ pha cho chị với anh Trường một ly. Dạ vâng. Để thưởng thức xem thử là cái món của sinh viên Đại học Ngân hàng nó có phải là một cái món đặc sản của Nha Trang không? Dạ vâng, em sẵn sàng ạ. Hay em có phải là Lê Trung Hậu không? Dạ vâng, em phải Lê Trung Hậu. Em thấy hai khách hàng này có gì đặc biệt hơn không? Rất là giống là người nổi tiếng nè. Doanh nhân của anh là doanh nhân của chị, chắc là bên truyền thông. Nói chung là một lời chào đầu với Hậu thôi, chứ còn thật sự là tụi chị cũng đã được ban biên tập của chương trình Người Khánh Hòa sắp xếp đến đây để gặp em. Bởi vì hôm nay là mình đang thu hình cho chương trình Người Khánh Hòa. Và một cái ly nước để làm quen với người Khánh Hòa, anh Trường thấy sao? Thấy món này sao so với vang của anh? Anh nghĩ rằng là chắc món này nó lạ, và anh cũng là lần đầu tiên thưởng thức cái món cà phê sữa tắc. Cà phê sữa tắc em cũng thấy hơi lạ, nhưng mà thôi thì để Hậu pha chế rồi hai anh em mình thưởng thức xem nó làm sao ha. Xong rồi đây. Còn đây là một chủ quán với hai phụ quán. Bạn em là phụ em. Rồi thì đối tượng khách hàng của em hàng ngày có phải chỉ là sinh viên không? Dạ không, thì có nhiều khách hàng mà, người lớn có, chị em có. Dạ vâng, đủ mọi thành phần hết. Mời anh chị em làm rồi, anh thử đi. Em dùng trước đi. Em ưu tiên cho anh. Nè, muốn thử xem. Đây là món cà phê sữa tắc của người Khánh Hòa. Uống xong anh cho những xét luôn ạ. Uống hơi nhiệt tình á. Uống thử thôi. Lát đều chút đi. Cũng lạ. Lạ. Lạ thơm. Lạ thơm. Dạ vâng. Vì cái sữa này em lấy từ trang trại bò sữa nguyên chất luôn á. Dạ vâng, tới đây luôn rồi, chứ không qua chưa qua chế biến, anh chỉ nấu lên thôi xong lọc ra. Rồi. Xong nên có giữ được một hương vị đặc trưng. Dạ vâng. Có lẽ là một món riêng dành cho sinh viên, giá cả thì chỉ có 10.000 một ly, vừa có sữa, vừa có tắc, vừa có đường, vừa có chanh, nói chung là cũng đầy đủ vitamin ha. Dưỡng chất. Thì chắc mình sẽ vào trường tham quan một chút cái khung cảnh ngôi trường mà em đang học. Và nơi đó thì mình cũng sẽ có cái sự trao đổi nhiều hơn về thông tin của em ha anh Trường ha. Em rất sẵn sàng ạ, anh chị ạ. Rồi vậy mình đi ha anh Trường ha. Vậy giờ bao giờ mình đi cổng này vô ha. Rồi.
như những cái số của người Khánh Hòa trước anh Trường là thường là ban biên tập chương trình muốn gặp gỡ một cái bạn sinh viên, vậy thì ít có một cái bối cảnh trong trường lắm. Mà nếu như có được một cái bối cảnh trong trường học của các bạn á, thì cũng chỉ là một cái bối cảnh gặp gỡ thuở ban đầu thôi. Chứ còn để nói luôn một câu chuyện thì thường là hay về nhà trọ. Bởi vì thật sự ở cái khung cảnh trong trường, thứ nhất là các bạn sinh viên hay có những cái hoạt động. Cái thứ hai nữa, nhiều khi mình xin phép với cái ban giám hiệu của nhà trường để vào xin có những cái cảnh quay trong trường á, thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà hôm nay đến với Đại học Ngân hàng của Trung Hậu nè, thì chị với lại anh Trường lại được ngay vào trong cái sân trường luôn. Rồi ekip của chương trình có được một cái góc quay này thì cũng khá lãng mạn ha anh ha. Anh thấy sao? Anh thấy cái khung cảnh quay này sao? Đó là được vào cái môi trường giảng đường, học đường thì mình cảm thấy được cái sự bình lặng, rồi cái sự trở lại cái thời xưa của mình nó cũng hay. Dạ. Của Quỳnh Trâm. Dạ. Có thể là cái thời sinh viên như thời anh Trường á, thì Quỳnh Trâm nghĩ rằng là nó cũng không có một cái sự sôi động và năng động với nhiều hoạt động ở trong diễn ra trong cái khuôn viên sân trường như các bạn sinh viên bây giờ đâu anh ha. Tại vì mỗi cái thời thì mình sẽ có những cái hoạt động khác nhau, rồi có cái cách sinh hoạt, cách học tập khác nhau. Nhưng mà hiện nay thì cái Hậu thì chị biết là em đang học năm thứ ba khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chương trình lại rất muốn tìm hiểu về cái cuộc sống của em hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ hiện nay em đang ở đâu chẳng hạn, rồi cái cuộc sống của em thì em ở với ai, và cái sinh hoạt mỗi một ngày của em là như thế nào? Thì hiện tại thì em đang sinh viên năm ba Đại học Ngân hàng. Cuộc sống của em hiện tại cũng như bạn sinh viên khác, nhưng mà có một cái là cái hoàn cảnh này hơi khó khăn một xíu. Em thì hiện tại em ở chợ ở gần suối tiên Dạ vâng. Hơi xa. Mất khoảng 20 phút đi xe buýt lên đây. Thì cuộc sống mỗi ngày thì em ngoài việc học trên lớp thì em còn dành một thời gian đi làm thêm, đi làm này nọ để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí cuộc sống. Nghĩa là bản thân mình cũng lớn rồi, cũng có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Muốn là mình tự lập sớm đi, để ra đời sớm, để mình cọ sát môi trường nhiều hơn, để lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân sau này. Dạ vâng. Thì em cũng làm đủ nghề, là gia sư cũng có, phục vụ cũng có, bán sữa tắc là mới đây thôi. Còn 2 năm trước thì em làm gia sư, công việc của em là làm gia sư với lại làm thêm phục vụ quán cà phê. Dạ vâng. Anh Trường có muốn hỏi gì ở Hậu về ngay cả về những cái sự khởi nghiệp, ngay cả những cái kinh nghiệm từ lúc đi học để bước chân ra khỏi cái giảng đường để mình bước vào cái cuộc sống, em nghĩ rằng anh Trường sẽ là người có, thứ nhất là nhiều kinh nghiệm, cái thứ hai nữa là chắc là sẽ tìm hiểu thông tin từ Trung Hậu. Thì đó là sinh viên thì ai cũng có một thời trải qua. Thì trong môi trường học thì nó luôn có những cái khó khăn của cá nhân và khó khăn của cuộc sống. Tuy nhiên anh nghĩ rằng là những cái sự phấn đấu của em, ví như là đi làm gia sư để kiếm thêm, để tạo thêm thu nhập, để trang trải cuộc sống của mình, hoặc là công việc em đang bán sữa tắc hiện nay trước cổng trường, là một cái công việc mà anh thấy em đang xây dựng dần cho mình những cái ý tưởng kinh doanh. Thì theo em, ước mơ của em là sau khi em ra trường thì em có những ước mơ gì cho cái quãng đời tiếp theo của mình không? Hiện tại thì cái công việc bán sữa tắc là em nghĩ là mình bán để lấy kinh nghiệm, bán để kiếm vốn, để tích lũy dần vốn để mở một cái quán riêng dành cho mình, bản thân mình, dành cho mình, thức uống mình tự pha chế ra, mình bán là muốn tìm ra công thức mình bán, với lại em muốn mang một cái hương vị gì đó mà ở quê mình đến người Sài Gòn, mình muốn quảng bá hơn văn hóa cũng như cái bản sắc của quê hương mình đến người Sài Gòn. Ước mơ của em. Đối với ước mơ của em thì em muốn kinh doanh, sau này thì em muốn kinh doanh một cái mặt hàng nào đó, thức uống chẳng hạn, ví dụ như sữa tắc, thì sau này em có thể nâng cấp lên, mở một chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ uống riêng biệt dành cho mọi người. Trước tiên là nước uống. Dạ vâng, trước tiên là nước uống. Bởi vì dù sao thì nó cũng không nặng lắm về đồng vốn, vâng. Rồi cả về mặt bằng, vâng. Rồi cả về cái việc mình tiếp cận thị trường, đúng không? Thì chị nghĩ rằng giống như anh Trường đã nói, thì những cái ý tưởng kinh doanh nho nhỏ đó của em thì chắc chắn nó cũng sẽ là những cái bước đi ban đầu thôi. Nhưng mà tuy nhiên mình đã có được những cái bước đi ban đầu đó thì mình sẽ bước đi những cái bước tiếp theo. Nó sẽ vững vàng hơn.
À, và từ những cái lời tâm sự của Hậu gửi về cho chương trình đó, thì chị cũng biết được rằng em sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. Dạ, vậy thì một chút thông tin về gia đình của mình đi. Dạ vâng. À, gia đình này của em thì em xuất thân từ một gia đình khó khăn. Công việc chính thì ba em thì đạp slow, còn mẹ em thì bán hàng rong ở dưới biển. Nói chung là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà thấy mà ba mẹ hàng ngày cứ vất vả lo toan ăn cho mình cũng thấy là mình phải cần nỗ lực hơn rất nhiều mọi người. Không chỉ là mình chỉ là học thôi, mà song song với học đó là mình phải có trách nhiệm, là mình cố gắng nỗ lực đi làm, tự lo cho bản thân mình. Nói chung là góp phần là làm đỡ phần nào đó ba mẹ. Dạ vâng. Và khi chương trình Người Khánh Hòa tìm đến Hậu để muốn một phần nào đó đồng hành cùng với em trên cái con đường mà em đang sống và học tại thành phố Hồ Chí Minh này, thì khi nhận được lời mời của chương trình thì em đã tìm hiểu gì về chương trình và em nghĩ như thế nào khi em trở thành một nhân vật của chương trình Người Khánh Hòa? Khi mà em tìm hiểu về chương trình, em thực sự là rất là hạnh phúc vì mình bản thân mình là một con Khánh Hòa, mình học tập xa quê hương, thì rất là hạnh phúc khi mà có một cái chương trình mà quan tâm mình như vậy. Vì ở sống ở xa quê, em nghĩ là ai cũng vậy thôi, sống xa quê có một cái nỗi nhớ quê hương mà lại được sự quan tâm của chương trình truyền hình nữa. Đó là một cảm giác rất là tuyệt vời đối với em. Em rất là hạnh phúc, hãnh diện. Thì em cũng đã xem qua một số chương trình phát sóng và em thấy là mình cũng có một ước mơ là sau này mình sẽ trở thành một cái nhân vật trong chương trình. Mình sẽ nói lên cuộc đời của mình, được chia sẻ cái câu chuyện của mình. Như vậy thì anh mình đã đồng hành cùng với Trung Hậu trong cái câu chuyện ngày hôm nay, và cũng đã có được một số thông tin về Trung Hậu, giống như là anh cũng đã có khơi gợi một cái ước mơ của Trung Hậu sau khi ra trường. Vậy thì anh cảm thấy ở nhân vật của mình ngày hôm nay có một cái điều gì đó khiến cho anh phải suy nghĩ, mà nãy giờ em thấy anh có vẻ hơi trầm tư. Thật ra là đứa các bạn sinh viên mà trong môi trường đang học, các bạn đã có những cái suy nghĩ và đặc biệt có những cái hành động cụ thể để giúp cho mình trải nghiệm trong cuộc sống, trải nghiệm trong công việc. Thì một cái điều mà trường thấy nó rất là đáng vui, một tín hiệu vui và hoan nghênh các bạn đó. Tuy nhiên trong cuộc sống thì nó còn nhiều cái khó khăn. Thì chương trình Người Khánh Hòa thì thông qua đây có những cái doanh nghiệp của Người Khánh Hòa thành phố Hồ Chí Minh, thì Trung Hậu có thể tìm thông qua chương trình hoặc thông qua những cái người đồng hương của Khánh Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh để dẫn dắt em, dìu dắt em tiếp những cái bước mà cơ hội kinh doanh của em trong tương lai tốt hơn. Bởi vì có lẽ gửi gắm điều này là anh Trường cũng đã có những cái thông tin liên quan đến những cái bước đường lập nghiệp mà em mong muốn, cũng như là một cái kế hoạch từ nhỏ cho đến lớn hơn và lớn hơn nữa của Trung Hậu trong tương lai. Rồi trên những cái khoảng thời gian mà em sắp xếp, có nghĩa là mình cũng hoạch định ra bây giờ mình đang học thì mình chỉ vậy thôi, rồi sau khi ra trường thì mình sẽ như vậy, và sau khoảng thời gian sau 3 năm sau khi ra trường thì mình sẽ như vậy. Thì ai cũng có những cái bước đi đầu tiên như thế. Vậy thì hôm nay được ghi hình trong chương trình Người Khánh Hòa, rồi chắc chắn là khi chương trình phát sóng thì những người trong gia đình em ở Nha Trang, Khánh Hòa cũng sẽ đón xem chương trình này. Thì em mong muốn gửi gắm những cái điều gì gọi là trăn trở nhất đối với những người trong gia đình của mình? Khi mà biết là mình được lên chương trình thì em cũng đã nghĩ đến vấn đề này, và em muốn thông qua chương trình Người Khánh Hòa này thì em muốn gửi gắm đến một vài lời nhắn đến gia đình là thưa ba mẹ con, đầu tiên con xin cảm ơn một lời cảm ơn chân thành nhất đó ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã hy sinh con rất là nhiều. Con muốn là ba mẹ hãy yên tâm, khi mà xa quê thì con sẽ cố gắng học tập thật tốt và rèn luyện thật tốt, làm việc thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Con quyết tâm là sẽ không làm cho ba mẹ thất vọng trên đường học tập cũng như sự nghiệp của con. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Có lẽ là chỉ có qua chương trình và chỉ có ở một cái khoảng cách xa như vậy thì mình mới đủ nghị lực để nói lên những cái lời chia sẻ đó với ba mẹ. Chứ thật sự mà bây giờ ngồi bên cạnh ba mẹ thì chắc chắn mình không có dám nói điều đó đâu, đúng không anh Trường? Bởi vì thật sự đó cũng chính là một cái tiêu chí mà của chương trình Người Khánh Hòa hướng đến, đó là mong muốn giúp cho các bạn sinh viên có thể chia sẻ được những cái nỗi niềm, những cái trăn trở của mình đối với những người thân, mà chắc chắn là sự hy sinh của họ để cho các em có được một cái sự học tập và một cái cuộc sống
sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải là không phải là một điều dễ dàng chút nào. Và ngay cả đối với khách mời thì chương trình cũng mong muốn rằng sự đồng hành của các doanh nghiệp, của những người Khánh Hòa cũng đã có những cái bước đường và những cái cuộc đời cũng khá là thăng trầm hơn anh ha, chứ không phải dễ dàng gì mình có một cái sự nghiệp thành công như ngày hôm nay, để đồng hành cùng với các bạn sinh viên, để chia sẻ kinh nghiệm, để giúp đỡ được về một mặt nào đó, cả về vật chất lẫn tinh thần. Và chắc là đến đây thì cho phép chị Quỳnh Trâm thay mặt cho chương trình Người Khánh Hòa gửi cho Trung Hậu một cái phần quà được xem là như là một phần học bổng của chương trình. Mong muốn là sẽ cùng với em trên những cái bước đồng hành và trong cái cuộc sống của em ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng bớt đi một phần nào nhọc nhằn. Em cảm ơn chương trình rất nhiều để tạo điều kiện cho em có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Và cảm ơn chương trình đã trao phần học bổng này cho em. Và em cũng muốn có lời chúc là em xin chúc chương trình mình sẽ ngày càng phát triển và mở rộng nhiều hơn, để tất cả những người đồng hương Khánh Hòa, những người con Khánh Hòa xa quê, có thể, đặc biệt là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thể tiếp thêm một cái gọi là sự động lực gì đó trong cuộc sống, để họ có thể có một niềm tin để bước tiếp và vươn lên trong cuộc sống. Chị thấy anh Trường hình như cũng có chuẩn bị một cái phần quà cho em kìa. Cũng thông qua chương trình, anh cũng gửi tặng em một cuốn sách. Cuốn sách này tuy nhỏ nhưng nó nhắn nhủ cho mình là sống với cái ước mơ. Và điều quan trọng hơn, phải biến ước mơ ra thành hiện thực. Và phải luôn luôn là làm sao đó xây dựng cái hướng đi tương lai cho mình. Thì anh nhắn nhủ với em một lời như một nhỏ như thế này. Không quan trọng mình là ai, khởi nghiệp mình như thế nào, quan trọng là hướng đi của em. Nếu em có hướng đi, em định hướng rồi thì em đi theo hướng đó, cho dù em đi đường nào em sẽ thành công. Chúc em sẽ thành công trong con đường học vấn của mình và con đường sau này. Thông qua chương trình thì chương trình Người Đồng Hương Khánh Hòa Thành phố Hồ Chí Minh có cái chương trình là khởi nghiệp dành cho sinh viên, thì em có thể thông qua chương trình để tìm đến những cái bước khởi nghiệp của mình. Chương trình xây dựng cho em những cái bước khởi nghiệp tốt hơn. Anh gửi em cuốn sách và anh có một cái hộp bổng nhỏ gửi lại cho em, coi như là một để động viên tinh thần học của em. Thông qua live thì em cũng cảm ơn chương trình đã cho em được tiếp xúc với doanh nhân thành đạt như anh, và em cũng cảm ơn chân thành những lời khuyên quý báu của anh đến em. Và em từ lời khuyên quý báu đó, em tin chắc rằng là em sẽ tích lũy được dần, và em sẽ đi theo, nói chung là em có niềm tin theo có hướng của mình là đúng, con đường mình đã chọn. Và em chỉ chắc rằng một ngày nào đó em chắc chắn sẽ thành công trên con đường em đã đi. Cảm ơn anh rất nhiều. Và bất cứ trên cái bước đường học tập và khởi nghiệp của em có cái sự khó khăn nào thì chắc chắn là cái mối liên hệ giữa những người Khánh Hòa với nhau và với cái chương trình ngày hôm nay là giữa Trung Hậu và anh Phan Phúc Trường sẽ có một cái sự kết nối, để em có thể bất kỳ cần một cái sự trợ giúp nào, hay là cần một cái sự chia sẻ kinh nghiệm, một cái ý kiến tư vấn nào của những người đi trước như anh Phan Phúc Trường, thì chắc chắn là anh sẽ sẵn sàng, đúng không anh? Luôn luôn sẵn sàng cùng người Khánh Hòa. Dạ. Và thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện giữa Quỳnh Trâm và anh Phan Phúc Trường cùng với bạn sinh viên là Lê Trung Hậu, sinh viên năm 3 của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng xin tạm khép lại. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng những khán giả quan tâm theo dõi chương trình thì cũng đã có thêm được nhiều thông tin về các bạn sinh viên người Khánh Hòa hiện đang học tập và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như về những khách mời của chương trình chúng tôi là những người đã có sự khởi nghiệp và rất thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh ở trên bất kỳ một lĩnh vực nào. Và qua mỗi hành trình của người Khánh Hòa thì chúng tôi cũng mong muốn rằng có sự kết nối giữa những người Khánh Hòa dù đang làm việc hay là đang sinh sống ở đâu, tại Thành phố Hồ Chí Minh hay là bất kỳ một địa phương nào trên cả nước. Rất mong quý vị sẽ dành thời gian quan tâm đón xem chương trình Người Khánh Hòa được phát sóng vào mỗi tối Chủ nhật trên kênh KTV, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa. Hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ phát sóng này vào tuần sau. Xin kính chào tạm biệt. Sau cuộc trò chuyện tại Trường Đại học Ngân hàng, với mong muốn được gặp gỡ và trò chuyện thêm về kinh nghiệm kinh doanh của Hậu, doanh nhân Phan Phúc Trường đã mời em đến nhà hàng của anh. Và tại đây, em đã nhận được những lời góp ý, lời khuyên chân thành đến từ thế hệ đi trước, doanh nhân Phan Phúc Trường. Chào anh ạ. Lúc trước thì anh cũng đã thử uống thức uống của em rồi, và anh có nhận xét hay góp ý về thức uống cà phê Starbucks của em không ạ? Thật ra là cà phê Starbucks của em nó lạ. Dạ vâng. Nhưng mà để nó ngon so với các sản phẩm khác thì nó chưa có đáp ứng được cái ngon đó. Chưa. Có thể là trong cái
cái bụi đó là cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó nó chưa có đưa lên cái cảm giác ngon. Và bước thứ hai là anh nghĩ cái sản phẩm này chỉ ở dừng ở bước là pha chế cũng tại chỗ. Không nên đóng gói, tại vì đóng gói bao bì sẽ đẩy tốn chi phí lên nhưng mà không giải quyết được điều gì hết. Nên là mình khi mà đã sẵn đưa cái sản phẩm này ở tại chỗ thì mình cần là nghiên cứu về vấn đề là cái đề co cái quán làm sao đó người ta nhìn người ta biết đó là cà phê Sapa. Em cũng cảm ơn sự góp ý chân thành từ anh nữa. Em cũng thông qua chương trình chúc em là hoàn thành được cái chương trình học ở giảng đường học của mình và song song đó thì em có thể là ngoài cái chương trình mà sự tắc của em có thể là cho những dự án kinh doanh nào mới lại hơn thì em cứ mạnh dạn và hỏi ý kiến anh sẵn sàng giúp đỡ em trong vấn đề đó. Vâng, em cảm ơn thông qua chương trình thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã có những ý kiến góp ý rất là chân thành và em cũng từ cái ý kiến của anh đó em có thể rút ra được những bài học quý báu cho mình. Niềm tin và ước mơ luôn bắt đầu từ những điều rất đơn giản và đối với Trùng Hậu, ước mơ của em bắt nguồn từ những ngày tháng đi bán dạo với mẹ, từ những giọt mồ hôi mặn đắng dưới cơn mưa hè, từ những nỗi vất vả của mẹ cha. Những ý tưởng, suy nghĩ mà Hậu đã và đang làm chính là những bước chân đầu tiên trên con đường chinh phục thành công của em. Cũng mừng cho Hậu đã có được cái môi trường học rất là khang trang. Đồng thời và bản thân của Hậu thì cũng đã nỗ lực hết khả năng của mình về cái việc học và cộng với là đi làm để kiếm thêm cái thu nhập để phụ giúp cho gia đình trong cái việc trang trải việc học. Thì với những cái tấm gương những người sinh viên của vùng đất Khánh Hòa sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh mà có những cái tấm gương như vậy thì thật ra mình rất vui đã có những cái tín hiệu các bạn đã cố gắng cho bản thân của mình đã vươn lên. Về những cái doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh là những người con của người vùng đất Khánh Hòa thì luôn luôn mong muốn là đồng hành cùng chương trình để chia sẻ những cái niềm vui cũng những cái khó cái khổ cực của các bạn làm chương trình cũng như các bạn sinh viên để giúp cho các bạn có những cái cuộc sống có những cái môi trường học tốt hơn. Người đồng hương Khánh Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng 2 năm nay cũng đã và đang làm, tuy nó rất mới với một vài bạn thôi, thì đang muốn là các bạn đã có những cái chương trình, những cái đề án, những cái dự án mà để khởi nghiệp thì nộp về cho liên hệ với ban những người đồng hương Khánh Hòa để gì gửi những cái chương trình đó cho các doanh nghiệp. Thì sau khi mà coi cái dự án, nếu dự án đã khả thi thì sẽ mời các bạn về đào tạo cho các bạn rồi lập lên kế hoạch lập dự án, sau lập dự án rồi mới đào sâu vào cái vấn đề đó các bạn là dự án đó có khả thi hay không để tiến được tới là làm sao để cái dự án của các bạn nó từng bước đi vào hiện thực để giúp các bạn thành công hơn trong cuộc sống của mình. Em rất là bất ngờ khi mà chương trình tháng 5 là cũng em cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là vui khi mà chương trình quan tâm có một chương trình quan tâm đến mình như vậy. Đặc biệt ở đây là người Khánh Hòa, thì bản thân em mình quê hương mình là người Khánh Hòa, mình sống xa quê, khi mà như sống xa quê nhiều mình cảm thấy nhớ nhà, mà khi mà nhớ nhà như vậy á thì khi mà có một cái chương trình hay một người nào đó đến thăm mình rất là vui, cảm thấy mình được tiếp thêm một cái động lực để mình có thể tiếp tục học tập và làm việc. Em hy vọng là sau này thì mình sau khi mà học xong mình sẽ có một công việc ổn định, có một thu nhập ổn định, trước tiên là lo được cho cuộc sống cho mình, được cho ba mẹ,